báo giá toàn bộ xe em đang có tại showroom Toyota Auto Body Combs 200 triệu thôi. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và em Quang lại tiếp tục và đến với chuyên mục series báo giá toàn bộ xe em đang có tại showroom. Và nếu quý chị nào mà đang quan tâm một trong những em xe nào trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0833088882 nha. Và địa chỉ showroom của em Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Rồi thì đã lâu rồi cũng không có quay chuyên mục báo giá toàn bộ xe, nên là hôm nay sẽ quay cho quý anh chị ha, để cho quý anh chị nào mà đang quan tâm những cái xe em Quang đang còn là xe gì, biết em Quang có xe gì là liên hệ cho em Quang để sở hữu mình cho cái mùa mưa này. Đây mùa mưa sắp tới đây, trời mưa nè, mới nhiễu vô tai em Quang xong ấy. Và để cho quý chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ mời quý chị cùng vào nội dung chính ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi thôi, let's go. Ok quý anh chị ơi, đến với em xe đầu tiên, một em xe điện Mini EV rất là đẹp luôn quý anh chị. Một em xe cực kỳ xịn sò, giá chỉ khoảng 200 triệu thôi. Toyota Toyota Auto Body Combs. Đấy, một em xe rất là đẹp. Nhưng mà em xe này thì xin thưa và thông báo với quý anh chị là xe này không có đăng ký và đăng kiểm được ha. Em này thì chỉ được dùng để chạy trong sân golf hoặc là quý anh chị chạy ở trong khu phố nhà mình thôi. Có sao nói vậy ha. Đây, xe này là không có chạy lưu hành được ngoài đường đâu nha quý anh chị. Mua về chạy vòng vòng chơi thì được. 200 triệu đưa rước con trong khu đô thị, đi đưa con đi học đồ này nọ, đi chợ đồ. Đấy, nó có một cái phần đằng sau nè. Đấy, cái phần đó mình có thể chở đồ được ha. Rồi, đến với em xe tiếp theo, em quay mang tới cho quý anh chị là một em Mazda 3 phiên bản gầm cao. Mazda 3 mà phiên bản gầm cao quý anh chị. Vậy tên thật của xe này là gì? Mazda CX-30, sản xuất 2022 bản Premium, máy xăng 2.0. Đấy, bản xe này là xe CX-30 ha. Xe này của chúng ta thì sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là có cửa sổ trời và một phiên bản là không có cửa sổ trời nha. Em xe này thì hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 710 triệu thôi quý anh chị à. Odo là 3 vạn ha, 32.000 cây, màu đỏ ruby khá là đẹp luôn. Xe này thì em Quang cũng đã quay chi tiết rồi, hầu như tất cả xe em Quang đã quay chi tiết hết rồi ha. Đấy, máy xăng 2.0 nha quý anh chị, giá 710. Form dáng rất là đẹp ha. Nó như là một em Mazda 3 mà gầm cao quý anh chị. Đi rất là sướng. Rồi tiếp theo, một em xe trước đây đã từng làm mưa làm gió. Trước đây có một cái mức giá khá là rất là cao. Giá ngày xưa là khoảng đâu đó là gần cả 1 tỷ bạc quý anh chị. Gần 900 mấy chục triệu. Có thời điểm hơn cả 1 tỷ luôn. Nhưng mà hiện tại thì em Quang bán chỉ có chưa tới 700 triệu nữa quý anh chị. Đây, một em xe đến từ Hàn Quốc, Hyundai Tucson, bản 1.6 Turbo, sản xuất 2018, Odo em này là 6.060.000 cây. Và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là chỉ có 685 triệu cho xe này thôi. Có cửa sổ trời panorama, có rửa đèn, có cảm biến trước sau, phanh tay điện tử đầy đủ hết. Máy xăng 1.6 Turbo ha. Đấy, màu trắng, 5 chỗ, giá bây giờ chỉ có 685 triệu thôi. Đây, mà bây giờ quý vị nhìn thấy form dáng vẫn rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo đây, một em xe Peugeot 2008 GT Line 2022. Em này sản xuất 2022 ha. Em này Odo là 3 vạn 30.000 cây và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 695 triệu cho em xe này. Đấy, nếu như mà quý chị muốn rẻ, rộng rãi, thoải mái thì chọn em kia công nghệ nhiều 685. Còn muốn sang xịn mịn, sang Peugeot đời cao thì đây em này. Đấy, form dáng rất là sang nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn em kia một chút xíu. Em này cũng là CUV mà CUV cỡ nhỏ thôi, em kia là CUV cỡ to. Đấy, em này giá 695 đời 22, em kia 685 2018. Đấy, rồi tiếp theo lại thêm một em CUV. CUV cũng ngang ngửa với em Peugeot đó nhưng mà giá còn chỉ hơn 500 thôi. Đây quý chị nhìn đây có đáng đây được xe gì không? Xe này là Hyundai Kona xăng tiêu chuẩn 2.0 ha. Em này thì Odo là 3 vạn 4 vạn, sau đó chị Odo 40.000 cây, hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ 535 triệu thôi. Những quý anh chị nào mà các cặp vợ chồng son đang có baby nhỏ mà muốn tìm một em xe gầm cao để đi che nắng che mưa đỡ ngập lụt thì đây là một trong những em xe rất là hợp lý ha. Giá 535, phụ tùng phụ kiện thì quý anh chị yên tâm ha. Tuy là hãng người ta không dừng sản xuất mẫu này rồi nhưng mà
Hiện tại là cái form này nó vẫn rất là đại trà, cái phụ tùng phụ kiện rất là đại trà, rất là dễ thay thế, cũng như là nếu mà quý chị khó tìm thì cứ mang tới đây mình sẽ tìm cho quý chị mang có sự dịch vụ ha. Ra nhắc nhẹ một chút xíu, em kia là Peugeot 2008 thì máy động cơ là 1.2 turbo nha quý chị, 1.2 turbo ha. Em này thì là 2.0. Mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng từ tốn thôi, khoảng 8 lít mấy trăm cây thôi, 7 lít 8 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Rồi một em xe mang danh nồi đồng có đá quý anh chị ạ. À, đây, một em Toyota Corolla Cross. Một em Toyota Corolla Altis 1.8 bản V. Bản này là bản cao nhất ha. Đấy. Em này là 2022 Odo 30.000 cây và hiện tại đang được quan chào bán với mức giá 710 triệu thôi. Đây hiện tại trời mưa rồi nè quý anh chị. Đấy đang đứng em quay mà quay trẻ một chút xíu nữa, em quay đứng ngoài đường trời mưa ướt nhem nhẹp luôn. Đấy. Mua một em xe để đi che nắng che mưa cho thời điểm bây giờ là khá là ok. Hiện tại đang ở Sài Gòn. Đấy, em quay ở Sài Gòn ha, showroom quay ở Sài Gòn. Rồi. À, thôi sẵn thì đang trời mưa thì em quay sẽ bật mí cho quý anh chị một cái ưu đãi đặc biệt đi, một cái voucher đặc biệt cho những quý anh chị nào mà xem trong cái video ngày hôm nay. Tặng cho quý anh chị một voucher giảm giá 4.999.999 đồng. Nói trắng ra là 5 triệu quý anh chị. Giảm giá voucher cho quý anh chị 5 triệu ha. Quý anh chị đang xem cái video này thì cứ liên hệ cho em quay hoặc là đến xem xe. Đấy em quay tặng cho quý anh chị voucher 5 triệu và sẽ còn giảm giá nữa khi mà quý anh chị đến xem xe ha. Em quay sẽ ra lọc khuyến mãi cho quý anh chị luôn. Ha, quý chị cứ yên tâm, liên hệ cho em quay nha. Rồi 710 triệu cho em xe này, máy xăng 1.8 nha quý anh chị, Odo 30.000 cây ha. Tiếp theo một em xe khá là thể thao và cũng đã từng rất là hot đây quý anh chị. Đây, một em xe phân khúc C, Hyundai Elantra. Phiên bản này là phiên bản 1.6 turbo ha. Đấy, có cửa sổ trời luôn nè quý anh chị. Sản xuất em này là bao nhiêu ta, em quay quên mất rồi, em này hình như là 2020. Odo em này là... để quan chết lại cho quý anh chị ha, em này là 2020 nè. Odo 61.000 cây và hiện tại đang được quan chào bán với mức giá là 565 triệu nha quý anh chị. Màu trắng khá là đẹp nha. Đấy, khá đẹp. Rồi bên đây thì là một em BMW Z4 bản R mui trần, 2 chỗ ngồi. Odo 67.000 cây, máy xăng 2.0. Mở mua đồ nha quý anh chị. Đấy, rất là đẹp ha, em này mua mới giá phải hơn 2,5 tỷ. Bây giờ quay bán chỉ còn có 999 triệu thôi, ơi sao anh chị 990 triệu thôi. Đấy, đến từ thương hiệu của BMW ha, mui trần luôn. Rồi xuống đây, chúng ta sẽ có một em xe từng rất là nổi, từng rất là cái giá trị để sở hữu được em xe này rất là cao. Một em Bentley Continental Flying Spur, sản xuất 2008 và đăng ký lần đầu là 2010, nhập Anh nguyên một em luôn. Odo 40.000 cây và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là chỉ có 1 tỷ 200 triệu thôi. Thường những cái xe này á, người ta sẽ rất là ít khi mà đọc giá chuẩn, nhưng mà thôi em quan thì cứ đọc giá chuẩn cho quý anh chị. Em quan đang chào bán với mức giá 1 tỷ 2. Ngày xưa mua em này là hơn 20 tỷ nha quý anh chị. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường ha. Quý anh chị chơi sẽ có bảo hành cho quý anh chị, quý anh chị cứ yên tâm bảo hành cho quý anh chị động cơ hộp số. 3 tháng 5.000 cây cho em xe này. 4 chỗ ngồi. 4 chỗ ngồi nha quý anh chị, 4 chỗ ngồi. Đó, rất là đẹp. Em xe này quý anh chị có đến xem xe thoải mái ha, động cơ là W12, 12 máy. À, dung tích xi lăng là 6.0 lít. Đấy, đẹp chưa? Em xe này hình như em quay chưa có quay thì để có gì em quay sẽ quay chi tiết em xe này sau cho quý anh chị đi. Quý chị thông cảm ha. Và nếu quý chị nào mà đang có quan tâm một cái em xe nào trong video này thì cứ nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0833088882 hoặc là add Zalo em Quang, em Quang sẽ gửi full thông tin chi tiết xe cho quý anh chị nha. Tiếp theo là một em Hyundai Santa Fe máy xăng cao cấp 2.4, máy xăng 2.4 sản xuất 2020. Odo em này là 37.000 cây và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là chỉ có đâu đó là 885 triệu cho em xe này. Bản full, có cửa sổ trời, có đèn đồ rồi cảm biến dưới sau đầy đủ hết nha quý anh chị, cốp điện luôn. Đó, xe rất là đẹp ha. Bên đây chúng ta sẽ có một em Hyundai
Accent bản đặc biệt form mới, phay lip nè, mặt ga lăng mới nè, sẽ dính liền với cái đèn. Đấy, 1.4. Máy xăng. Đấy, có cửa sổ trời. Bảng cao nhất, công nghệ rất là nhiều. Xe này cũng đã quay chi tiết rồi. Em này thì là sản xuất 2022. Odo em này là 30.000 cây và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là chỉ có 595 triệu thôi. Đấy, Accent. À sao đến vậy, 485 triệu thôi. Odo 30.000 cây. 485. Máy xăng 1.4. Đấy. Rồi. Lại thêm một em Hyundai. Nói chung là hiện tại Hyundai bên quan khá là nhiều ha. Đây là một em Hyundai Tucson. Đấy. 2.0. Bản đặc biệt. Sản xuất 2023. Đấy, quá đẹp. Odo 10.000 cây thôi. Và hiện tại thì đang được em quay chào bán em xe này, giá chỉ có 855 triệu cho em xe này. 855 triệu nha quý anh chị, rất là rẻ ha. Quý chị mua mới em này giá phải gần 1 tỷ nha. Mà em này là sản xuất 2023 nha. Đấy, màu đen. Quá đẹp luôn. À, cái bản đặc biệt này của chúng ta thì không có cửa sổ trời nha quý anh chị. Nhưng mà cái form cũ thì bản đặc biệt 2.0 có cửa sổ trời, nhưng mà lên form mới này lại không có. Kể cả bản máy dầu cũng không có luôn. Chỉ đúng mỗi một bản 1.6 turbo thì mới có cửa sổ trời thôi. Đấy. Mang danh là Lamborghini Urus Hàn Quốc nè quý anh chị. Đấy, màu đen, đẹp chưa? Xe này zin 99.99 hết. Rồi. Một em Toyota Corolla Cross. Em này là sản xuất 2020, Odo 3 vạn, máy 1.8, máy xăng. Em này hiện tại đang được quay chào bán với mức giá chỉ có 735 triệu. À thôi, em xe này em quay sẽ giảm giá cho quý anh chị 10 triệu đi. Riêng em này giảm cho quý anh chị 10 triệu là còn 725 triệu. Hồi nãy nhầm là 735 đúng không? Này sorry anh chị, nãy là 735. Thì bây giờ là 725 triệu ha. Odo 3 vạn. Bản V. Bản xăng full nha quý anh chị. Đó, 1.8V. Đấy. Có cửa sổ trời, có adaptive đầy đủ hết ha. Màu đỏ. Rồi, một cặp Santa Fe đây. Em qua sẽ nói em này trước đi. Xe trắng kia đời cao hơn nhưng mà là rẻ hơn em này. Lý do tại sao thì chút nữa xem ha. Em này là Santa Fe xăng cao cấp Premium 20. Ok, sorry quý anh chị ha, ngay chỗ quay mặt tiền đường hơi ồn nha. Hyundai Santa Fe xăng cao cấp 2022 bản Premium, Odo 2 vạn và em quay đang chào bán với mức giá là 1.055 triệu cho em xe này. Và em xe này 2022 đây. Em này là 21 nha, em này là 22 nhưng mà giá lại rẻ hơn nè. 965 triệu cho em xe này. Lý do tại sao? Bởi vì em xe này là bản base, bản tiêu chuẩn. Tuy là tiêu chuẩn thôi nhưng mà được chủ người ta lên khá là nhiều đồ chơi. Lên hơn 50 triệu tiền đồ chơi quý anh chị. Xe có cam 360 là chủ lên thêm là zin là không có ha. Có luôn cả hút kính nè, màn hình ZTAC nè, bệ bước nè. Đấy. Đây bản Premium đâu có bệ bước đâu. Bản Premium còn không có bệ bước nữa. Đây, bản bay có bệ bước là chủ người ta lên thêm nha quý anh chị. Giá 965 triệu cho em xe này. Và cả hai em xe này đều là máy xăng 2.5. Đấy, 2.5 mà đối với động cơ Smart Trim thì khá là tiết kiệm quý anh chị. Đấy. Em này thì Odo là 30.000 cây. Bên đây thì quay có một em xe đến từ nước Pháp, Peugeot 5008 GT Line 2022. Bản 1.6 turbo GT Line nha. Em này là có ghế máy xa luôn. Đấy, mà xe rất là đẹp, 7 chỗ 5008. Có đèn răng nanh đồ này nọ khá là đẹp nè. Giá quay đang chào bán này là 960 triệu thôi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ di chuyển qua bên đây ha. Đây. Chevrolet Captiva LTZ 2017. Em xe này là một em xe tiêu chuẩn an toàn châu Âu nè, rất là cứng, rất là đầm chắc nè. 7 chỗ nữa, gầm cao, máy thoáng nữa. Mà đời cao 2017 nữa, bản full công nghệ nhiều, rửa đèn, cảm biến trước sau, có luôn cả cửa sổ trời. Mà giá thì chỉ ngang ngửa một em i10 Morning bản giữa thôi. Cụ thể giá chính xác là 465 triệu cho em xe này. Vẫn hỗ trợ ngân hàng được cho quý anh chị ha. Muốn làm ngân hàng cứ liên hệ cho em Quang ha.
đậm chất, và hầu như những cái dòng Chevrolet này em quan bán ra là hầu như là vẫn chưa thấy khách phàn nàn về cái vấn đề gì. Những cái lỗi mà hay gặp ngoại trừ đúng một lỗi duy nhất, đó chính là hao xăng thôi. Nói chung là em xe này máy lớn, sát nặng 2.5 mà chạy hao xăng là chuyện bình thường. Nhưng mà hao xăng thì đối với những quý anh chị nào mà chạy từ những xe nhỏ lên thôi. Còn em này 2.5 thì cái mức độ tiêu hao xăng em này cũng xem với lại Toyota Fortuner máy xăng 2.7 rồi quý anh chị, cũng không hao nhiều đâu, khoảng 9 lít mấy 10 lít trăm cây thôi. Đường hỗn hợp đi kẹt xe thì khoảng 12 lít, 11 12 lít tầm tầm đó, cũng không nhiều đâu quý anh chị. Rồi tiếp theo một em Kia Sorento Signature máy dầu 2 cầu 2022 Odo 3 vạn ha. Em xe này thì hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là chỉ có 1 tỷ 035 triệu cho em xe này. Máy dầu 2.2 diesel nha. Em kia máy xăng 2.4 máy xăng. Odo là 4 vạn. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một em Kia Sportage sản xuất 2023 Odo 6.000 cây. Bản này là bản Signature nhưng mà không có X-Line nha quý anh chị, Signature thường thôi. Em này 2023 6.000 cây, máy xăng 1.6 turbo. Em này hiện tại thì đang được chào bán với mức giá là 995 triệu cho em xe này. Đó, 23 logo mới luôn. Đấy, quá đẹp. Rồi, một em xe tiếp tục. Kia Cerato hay còn gọi là Kia K3 1.6 Premium 2022 Odo 18.000 cây. Và hiện tại thì đang được em quan chào bán với mức giá là 595 triệu cho em xe này. 595 nha quý anh chị. Đấy, rất là đẹp ha, màu đỏ. Em này thì như quay cũng đã quay chi tiết rồi đúng không quý anh chị? Xe quá trời luôn mà, dạo này em quay giờ rất là nhiều xe. Đây để quay chết lại em xe này cho quý anh chị. K3 nè, đúng rồi, 595 ha, Odo 18.000 cây chuẩn nha quý anh chị ha. Rồi di chuyển qua đây chút xíu, chúng ta sẽ có một em Toyota Fortuner Legender máy dầu 2 cầu sản xuất 2021 Odo là 26.000 cây và hiện tại thì đang được em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 200 triệu cho em xe này nha quý anh chị. Màu trắng bản Legender 2 cầu luôn nha, máy dầu 2.8. Đấy, đẹp chưa quý anh chị, quá đẹp ha. Rồi mình sẽ di chuyển vào bên trong một chút xíu thì em quay có một em xe 7 chỗ khá là xịn. Rất là thích hợp cho những anh chị em nào mà mua về để hành nghề ở đây. Mitsubishi Expander Cross, em xe này thì hôm qua cũng vừa mới quay chi tiết xong cho quý anh chị nè. Đã quay chi tiết rồi ha. 7 chỗ, gầm cao, mái thoáng, đời cao. 2022 luôn. Odo thì chỉ có 12.000 cây thôi, 10.000 cây. Đây để quan chết lại cho quý anh chị ha. 12.000 cây ha. Và em xe này thì hiện tại đang được chào bán với mức giá là 610 triệu cho em xe này ha. Expander Cross. Đấy, màu đen khá là đẹp. 7 chỗ. Rồi. Ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những xe mà em Quang đang có tại showroom. Đấy. Thì quý anh chị nào mà quan tâm một trong những em xe này thì cứ liên hệ cho em Quang ha. Thì số điện thoại của em Quang là 0833088882. Đấy, và quý anh chị nào mà đang quan tâm thì cứ liên hệ ha. Tất cả xe đây thì Quang vẫn sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị bình thường ha. Lên tới 70% trong 5 năm. Đấy. Xe thì rất là nhiều ha. Rồi thì em Quang cũng xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Đã quan tâm và theo dõi hết video này. Nếu như quý chị thấy video này hay thì cho em quay xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Em Quang sẽ ráng cập nhật đầy đủ hết cho quý anh chị ha. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Rồi bye bye quý anh chị. Bye bye.